Bích Phương kính mời quý vị theo dõi lễ tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 2020 tại Trung tâm Thương mại Eden, thành phố Fortress, Virginia. Tháng 4 đen. Hôm nay ngày Quốc hận 30 tháng 4, đánh dấu 45 năm ngày miền Nam Việt Nam bị bức tử. Một ngày thật buồn đến với tất cả mọi người Việt tha hương trên toàn thế giới. Và năm nay, vì đại dịch Vũ Hán, càng làm cho bầu không khí thêm sầu thảm. Riêng tại vùng thủ đô Hoa Thành Đốn, trời mưa tầm tã nguyên ngày từ lúc khuya ngày 29 tháng 4 và hình như đã 3-4 năm liên tiếp. Đúng vào ngày quốc hận là trời lại đổ cơn mưa. Vì lý do mưa thật lớn, sáng nay vào lúc 8:30, ông Chủ tịch Cộng đồng Lý Bảo, anh Long và Lâm Lý đã có mặt tại Trung tâm Thương mại Eden, dựng một bàn thờ nho nhỏ dưới một căn liều nhỏ. Và vì thế năm nay không có hình của năm vị tướng tủng tiết ngày 30 tháng 4. Trên bàn thờ chỉ có hình ảnh lá cờ chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, một lư hương, bó hoa, mâm quả, vài hộp mứt, bánh mặn, bánh ngọt của những đồng hương đã đem đến, cùng nhiều bó hương để cùng đón từng người một. Đã có khoảng 30 người họ đến để xin thắp nén hương lòng, tưởng niệm những người đã nằm xuống vì lý tưởng tự do, vì bị Cộng sản bức hại, để cùng tưởng nhớ và tri ân quân dân cán cảnh Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì Tổ quốc, để tưởng nhớ đến những quân dân cán cảnh Việt Nam Cộng Hòa đã oan thác trong các ngục tù Cộng sản, đã bỏ mình trên đường vượt biên vượt biển tìm tự do, để cùng thương nhớ tri ân và quan tâm đến những thương binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn lưu lại tại quê nhà, đang sống những ngày cuối đời với sức khỏe yếu kém, bệnh tật, buồn đau, nghèo đói, cơ cực. Lễ tưởng niệm 45 năm tháng Tư Đen đã hoàn tất vào lúc 3 giờ trưa.